Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Sữa bắp là một loại đồ uống không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có nguyên liệu rẻ tiền và dễ kiếm nữa, phù hợp để làm cho gia đình thưởng thức. Ngoài ra còn phù hợp với những ai muốn khởi nghiệp từ món đồ uống này nha. Trong clip này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước để làm sữa bắp tại nhà mà không bị lo tách lớp. Bảo đảm thành phẩm sẽ có hương vị thơm ngon, màu sắc bắt mắt và đặc biệt là không bị lắng cặn. Từ việc chọn nguyên liệu cho đến các bí quyết trong quá trình nấu, tất cả sẽ được mình chia sẻ rõ ràng và dễ hiểu nhất. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Hôm nay mình đi chợ Costco, mình mua được một vỉ bắp ngọt gồm 8 trái. Làm nồi sữa bắp cho cả nhà là hết sảy luôn nha. Bắp tươi chắc hạt nè, căng tròn và mọng nước. Mình đem rửa sạch và bào mỏng ra hen. Dùng dao bào, bào mỏng như thế này cho khi mình luộc bắp á, ra hết nước ngọt nha các bạn. Phần cùi bắp mình giữ lại để lát nữa mình luộc luôn. Cho cùi bắp vào nồi và cho vào 2 lít nước. Cùi bắp thì mình để lửa vừa luộc trong 20 phút. Phần bắp bào mình cũng cho vào một cái nồi riêng và luộc với 3 lít nước luôn ha. Còn phần bắp bào thì mình luộc trong 20 phút luôn. Sau khi bắp chín, cho phần bắp bào vào máy và xay nhuyễn luôn. Máy xay của mình mỗi lần xay được maximum là 1 lít 8. Mình chia ra làm 3 phần và xay từ từ ha. Phần nước luộc cùi bắp á, thì mình chắc nước bỏ cùi bắp đi và cho vào xay chung với bắp bào luôn. Sau khi xay xong thì mình lọc bã bắp và vắt lấy phần nước ha. Lúc này phần bắp luộc vẫn còn khá nóng, mình đợi nguội một chút rồi vắt ha. Sau khi vắt hết lấy phần nước thì mình thu được 5 lít sữa bắp. Thêm nước vào bã và mình vắt cho đủ 5 lít nha các bạn. Rồi mình lọc lại qua vải lọc một lần nữa để cho sữa được mịn hơn. Bây giờ mình cho sữa bắp đã vắt vào nồi. Để cho sữa bắp sánh hơn tránh bị tách nước, mình khuấy thêm 30g bột bắp vào đây. Trộn bột vào sữa khi sữa lạnh để bột không bị đóng cục nha các bạn. Thêm một hộp sữa đặc ông thọ khoảng 380g. Và thêm vào 800ml sữa tươi, khuấy đều cho sữa tan.
thêm vào đây 150g đường. Sau đó bật bếp lên và nấu hỗn hợp với lửa nhỏ vừa. Vừa nấu vừa khuấy đều để sữa không bị đóng cặn cũng như là bị xích nồi. Thêm một muỗng cà phê muối và một nhánh lá dứa để sữa bắp được thơm hơn. Các bạn đun đến khi sữa sôi ha, để giữ cho sữa sôi khoảng 5 phút, sau đó tắt bếp và để nguội bớt. Vậy là món sữa bắp đã hoàn thành rồi, mình rót ra ly và cùng thưởng thức nha, hoặc là mình rót vào trong chai, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Sữa bắp có thể bảo quản được trong tủ lạnh từ 2 đến 3 ngày. Sau thời gian này thì sữa bắp bắt đầu mất hương vị và có nguy cơ bị hư. Sau khi nấu xong thì bạn nhớ để sữa bắp nguội hoàn toàn trước khi cho vào tủ lạnh ha. Điều này giúp tránh tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, giúp bảo quản sữa được lâu hơn. Rót sữa bắp vào chai hoặc là hũ thủy tinh sạch hoặc hộp có nắp kín để bảo quản. Làm như vậy sẽ ngăn được mùi từ tủ lạnh xâm nhập vào sữa và giữ cho sữa luôn tươi ngon. Trước khi uống, bạn nên lắc đều chai sữa bắp để các thành phần trong sữa hòa quyện lại với nhau. Vì sữa bắp tự làm có thể bị tách lớp nhẹ khi để lâu. Sữa bắp tự làm không có chất bảo quản, do đó không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ nha các bạn. Thưởng thức thôi các bạn ơi. Hơi ấm từ ly sữa lan tỏa, mùi thơm dịu nhẹ của bắp ngọt và lá dứa thoang thoảng. Nhìn thôi đã muốn uống liền rồi đó các bạn. Khi nhấp một ngụm đầu tiên, cảm nhận được vị ngọt tự nhiên của bắp kết hợp với vị béo của sữa, tạo nên một hương vị hài hòa thanh mát. Sữa bắp mịn màng, không quá ngọt, vừa đủ để kích thích vị giác. Khi trời nóng, uống một ly sữa bắp lạnh là thấy tỉnh cả người luôn, lại còn bổ dưỡng nữa. Sữa bắp ngon lành cho ngày hè oi bức hay sữa bắp nóng lại rất hợp cho những buổi sáng se lạnh. Một ly sữa bắp tự tay làm không chỉ ngon mà còn đầy tình cảm và sự chăm sóc cho gia đình thân yêu của bạn. Chúc bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!